À, không biết cái mic nào tháo được. Cái mic này không tháo được à? Từ chờ xíu. Anh kiếm cái mic nào tháo được à? Vãi mấy này không tháo được. Thôi không sao, không sao. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Mình là Khánh. Đề tài hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách lựa chọn một cái bộ mic không dây dành cho dàn karaoke nhà mình. Đó, bắt đầu thôi. Tiêu chí đầu tiên của một bộ dàn karaoke theo kinh nghiệm của mình á, là đầu tiên sóng phải tốt. Đó. Thì sóng tốt tức là sao? Tức là nó sẽ hoạt động một cách ổn định trong cái khoảng cách mà bộ dàn cho phép sử dụng. Một cái mà cái kết test mà mọi người hay sử dụng á, là mọi người hay cầm cái mic, mọi người đi rất là xa, mọi người đi ra từ cái mic như thế này nè, mình người đi ra đến khoảng cách khoảng độ 30-40 mét so với cách khoảng với cái cục thu sóng như thế này, để mọi người test xem là sóng nó ổn định hay không. Thật ra cái test này cũng đúng một phần, nhưng mà nó không cần thiết lắm. Thực tế thì mọi người chỉ cần làm sao cho cái mic này nó hoạt động trong với cách khoảng cách với bộ thu này, nó tầm khoảng tầm 10 mét đến 15 mét mà thực sự ổn định là tốt rồi. Bởi vì là thật ra là mic trong dàn karaoke mà gia đình á, nó chỉ cùng lắm là hoạt động trong khoảng từ 10 đến 15 mét là tối đa rồi. Vì xa hơn nữa thì mình không nghe thấy âm thanh của nó nữa rồi. Vì đây là mình dàn gia đình chứ không phải là mình dàn sân khấu. Đó, nên là nó không cần khoảng cách quá xa như vậy. Nhưng mà với một số trường hợp đặc biệt á, thì khi cái này thì mình đi lắp đặt nhiều, mình có kinh nghiệm với cái này. Khi mà đi lắp đặt á, nếu mà nhà mọi người á, mà nó ở những khu vực nó có trạm BTS nè, gần khu của quân đội nè, công an nè, thì những khu vực đó hay rất là hay bị phá sóng. Đó, thì nó hay rất là hay bị trao sóng những cái mic như thế này. Thì mọi người phải test thật kỹ. Đó, mọi người phải test thật kỹ cái khu vực cái khu vực sóng của mình. Thì khi mà mang bộ mic này qua nhà lắp đặt á, về nhà lắp đặt á, thì mọi người đầu tiên mọi người cứ xài đi đã. Xài xong nếu mà nó bị trường hợp nó hay rột rẹt á, thì mọi người có thể đổi lại tần số trên những con mic như thế này. Mọi người dò tần số lại, xong mọi người tìm cái sóng sạch nhất cho khu vực của mình, rồi mọi người chọn nó rồi mọi người xài thôi ha. Đó, thì mọi người lưu ý, vì mic của mình là mic không dây, nó sẽ sử dụng tần số, nên là một số khu vực nó sẽ bị phá sóng và nó cái tiếng rột rẹt rất là khó chịu. Đó, thật ra ngày trước bên mình có bán một số dòng mic nó chất lượng rất tốt, chất âm tốt, rồi thiết kế build rất là tốt. Tuy nhiên là nó cái phần sóng này á, nó không đạt, nó gặp những khu vực như tương tự như vậy á, nó sẽ bị cái tiếng nổ rất là khó chịu. Mà tiếng nổ là đặc biệt nhà có con nít với người lớn á, mà nghe cái tiếng nổ này á là cực kỳ sợ luôn. Đó, nên là bên mình quyết định mình bỏ cái dòng mic đó luôn. Thì cái thương hiệu này thì mình không tiện nói tên ra đâu. Nhưng mà ngày trước bên mình bán rất nhiều rồi, nhưng mà nó bị cái phần tần số này, độ sóng này, mà bên mình bắt buộc phải bỏ nó. Dù rất là tiếc, dù rất là chất âm rất là ok, nhưng thiết kế cũng ok luôn, nhưng mà vẫn phải bỏ nó thôi. Bởi vì cái sóng của nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Tiêu chí thứ hai khi mà mọi người lựa chọn một mic không dây, tức là cái mic nó không bị vỡ tiếng. Không bị vỡ tiếng tức là sao? Tức là cái chất lượng đầu mic này nó phải tốt. Đầu mic tức là sao? Tức là khi mà mọi người tháo cái kiểu chụp đi ra nè, thì bên trong nó sẽ có một cái đầu mic như thế này. Thì cái chất lượng đầu mic này nó phải thực sự là tốt. Đó, thì nó mới ra chất âm nó ổn định được. Muốn test cái phần đầu mic này nó có tốt hay không á, thì rất là dễ. Mình cho mọi người một cái mẹo. Tức là mọi người cứ kê, mọi người đóng này ha. Mọi người kê sát miệng vào đây nè. Rồi mọi người hét thật lớn. Mình nhắc lại là hét nha, chứ không phải hát nha. Hét thật lớn vô cái mic này. Thì nếu cái loa của mình nó bị tạp âm, nó sôi, nó mình tiếng trệt 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 á, tức là cái đầu mic chất lượng không tốt. Còn nếu mà mình la rất là lớn vô cái mic như thế này, mà nó cũng chỉ là tái tạo phần âm thanh lớn từ loa ra thôi, và âm thanh nó vẫn mượt mà bình thường á, thì nó chất lượng đầu mic rất là tốt. Cái này thì mình sẽ ghi âm, mình test lại để cho mọi người thấy được, mọi người cảm nhận được nó luôn. Mình ví dụ cho mọi người một cái tiếng mà cái tiếng vỡ micro, một cái tiếng do cái đầu thu chất lượng kém, là mọi người thấy này nè. Lư lư lư. Đó, mọi người thấy không? Cái tiếng nó bị vỡ luôn á. Alo, mình sẽ test cho mọi người cái tiếng mà nó, ví dụ mic tiếng micro đầu mic mà nó tốt á, thì nó sẽ không bị bể như thế này. Cho mình hét vô. Lư lư lư.
đó, nó sẽ tịt cái âm đi luôn, có nghĩa là mình chỉ nghe cái tiếng nó lớn lên thôi chứ nó không hề nó bị bể tiếng như cái kia. Đến tiêu chí thứ ba tức là cái chất âm của mic ra nó phải sạch sẽ, nó phải trung thực đó, và đặc biệt nữa là nó phải có gu âm thanh. Tức là sao, mình ví dụ đi ha, một cái mic như dây với một cái mic như dây đi ha, thì gu âm thanh tức là sao, một cái mic như mic Navision No 86 bên mình hay bán đây, thì mic này là đại diện cho cái mic mà có chất âm rất là sáng và rõ. Đó, cái màu âm của nó là sáng và rõ nha. Còn cái mic sau mic 599 này bên mình cũng rất là hay bán, thì đại diện cho cái màu âm là rất là trầm, trầm và tối. Đó, dày tiếng. Đó, thì mỗi cái mic nó sẽ có một cái màu âm khác nhau, nó hướng đến một cái đối tượng khách hàng khác nhau, và nó sẽ tùy gu của mọi người thích cái giọng âm của mình nó ra kiểu như thế nào thì mình chọn cái mic như thế. Đó, một cái mic chất lượng nó sẽ có màu âm riêng, chứ không phải nào là một cái mic mà nó vừa trong mà nó vừa dày được. Đương nhiên có những cái mic nó sẽ đáp ứng được những tất cả những tiêu chí đó. Những mic đó là những mic như thế nào? Những mic như thế đó là những mic đây, những dòng mà thương hiệu như Sennheiser, như Shure đây. Nhưng những mic như thế này nha, mình nói mọi người là những mic như thế này á, dành cho ca sĩ hoặc là bán chuyên, không phải dành cho dàn karaoke đâu, hay không phải dành cho cái người hát karaoke đâu. Bởi vì những cái mic này á, nó sẽ tập trung vô cái sự thật tiếng, có nghĩa là nó đưa ra cái giọng hát của mình nó trung thực nhất có thể. Nên là nếu mà cái giọng của mình nó lỡ mỏng quá, hoặc cái giọng của mình mà lỡ dày quá, nó ồm quá, thì nó sẽ ra y chang vậy luôn, và nó sẽ không có thêm hay bớt gì cái giọng của mình. Nên là thật ra nhiều khi những cái mic như thế này là dành cho người biết hát thôi, chứ mà mình hát cho vui thì mình mua những cái mic này nhiều khi hát còn dở hơn. Tiêu chí thứ tư thì chắc chắn là chất lượng sản phẩm rồi, chất lượng mà build này kia của cái tay mic của mic rồi. Thì chất lượng build thì mọi người có thể nhìn vô tay mic thì nó trước nhất là nó phải chắc chắn nè, rồi đầu lưới nó phải gọn đẹp gì, rồi những cái phần ren này người có thể tháo ra, những cái phần ren như thế này nó phải làm rất là kỹ càng này kia đó. Thì khi mà nó đóng vào á thì mọi người có thể thấy, có nghĩa là nó rất là mượt cái này. Đó, mọi người thấy không? Có nghĩa là nó không bị cấn, nó sờ vô nó không bị cấn này kia. Với những cái mic mà chất lượng không tốt á, thì những cái chỗ này á, người ta sẽ làm không có kỹ càng á, nó sẽ bị cấn tay. Đó, mọi người vô, mọi người sờ là mọi người biết cái mic nào nó mắc tiền, mic nào nó xịn nè. Đó, ngoài ra nữa chất lượng build trên này cũng là một cái lựa chọn. Bởi vì mic nó có hai kiểu đầu thu. Một á, là cái kiểu đầu thu như thế này, tức là đầu thu kiểu mình gắn vô tủ rắc á, nó sẽ một có một cái khoảng cách, nó có một cái chiều rộng, một cái hình hài mà nó được xác định từ đầu luôn là mic nào cũng giống mic nào á, là nó sẽ có hai tai như thế này để người ta gắn vào tủ đó. Ngoài ra thì cũng có những loại mic mà nó là một cái adapter, một cái cục thu á, nó nhỏ xíu như này thôi đó. Thì cái này tùy gu mọi người ha, cái này thì sẽ mình cũng không biết được là cái nào đẹp hay cái nào xấu, cái này tùy gu mọi người. Mọi người thấy thích cái kiểu như thế nào thì mọi người comment cho mình biết ha. Tiêu chí cuối cùng cho một cái micro mà mình lựa chọn cho dàn karaoke, tức là đến từ thương hiệu và độ bền. Độ bền thì cái này khó trải nghiệm lắm nếu mà mọi người chưa xài. Thì độ bền thì mọi người cứ chọn cái mic nào mà nó bảo hành lâu á là được. Thì trên thị trường Việt Nam thì thường những cái mic nó sẽ được bảo hành 1 năm. Tuy nhiên có vài một cái mic nó hơi đặc biệt một xíu, nó sẽ được bảo hành 2 năm, như ví dụ như là cái mic Sennheiser đây. Cái thương hiệu Sennheiser bên mình cung cấp là những cái mic Sennheiser được bảo hành chính hãng 2 năm ở Việt Nam ha. Ngoài ra có một cái mic nữa được bảo hành 2 năm như mình biết là cái mic của bên Baramax. Một cái mic đến từ thương hiệu Việt Nam thì họ cũng bảo hành 2 năm cho micro. Khá là an tâm khi sử dụng. Thương hiệu thì micro nó cũng giống vang số thôi mọi người. Đặc biệt là những micro karaoke này á là dành riêng cho thị trường châu Á. Nó tương tự như cái vang số như mình đã chia sẻ với mọi người á. Nên hầu hết các thương hiệu micro trên thị trường hiện nay á, hoặc là nổi tiếng như Sennheiser với Shure, như rồi Audio Technica, rồi AKG, những thương hiệu quá nổi tiếng mình không nói ha. Còn những thương hiệu mà về karaoke thì nổi tiếng nhất thì vẫn là JBL thôi. Ngoài JBL ra thì tất cả những cái thương hiệu, với lại những thương hiệu Việt Nam như Navision, như Parabac mình nói á, thì còn lại các micro đến từ Trung Quốc này thì thương hiệu của nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì là hàng OEM rất là nhiều và rất là nhiều thương hiệu, rồi hàng nội địa Trung Quốc nữa rất là nhiều. Cái này thì
độ bền hay không độ bền thì với lại cái thương hiệu này thì nó không quan trọng lắm. Quan trọng là cái chất lượng với cái giá thành nó có tương xứng không thôi. Chứ còn cái nếu mà đã mix Trung Quốc rồi thì cái thương hiệu không quan trọng lắm ha. Đó thì mọi người chú ý một xíu, ngoại trừ JBL với những cái mic ra thì những cái thương hiệu này nói chung là ổ hàng OEM nhiều lắm. Mình không tiện nói tên nên là những cái này thì thương hiệu không quan trọng. Đó, quan trọng chất lượng sao thôi, mọi người phải test thử. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình có thể giúp cho mọi người lựa chọn được một cái bộ micro không dây dành cho dàn karaoke thật là ưng ý, thật là đúng nhu cầu ha. Thì nếu mọi người thích cái chia sẻ của mình á thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có thêm nhiều động lực hơn. Còn nếu mà mọi người có ý kiến gì thêm thì mọi người comment cho mình biết ha. Thì mình là Khánh, tạm mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.